Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bác sĩ gốc Việt tình nguyện tại New York kể lại những phút cuối của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Bác sĩ Linh Mục gốc Việt Phạm Hữu Tâm ở Houston, Texas đang phục vụ tình nguyện tại tuyến đầu của bệnh viện Ehud Queen, một bệnh viện có tỷ lệ tử vong cao nhất ở New York, vừa có cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về công việc cao cả của vị lương y mang lại sự êm dịu cho bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đang nguy kịch, kết nối với gia đình trước lúc bệnh nhân lâm chung. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 922.293 ca nhiễm, trong đó có hơn 52.000 ca tử vong, chủ yếu tập trung ở bang New York, và con số này tăng lên hàng ngày, hàng giờ. Đáp ứng lại lời kêu gọi của Tổng thống, của Thống đốc bang New York, bác sĩ Phạm Hữu Tâm quyết định đóng cửa văn phòng 3 tuần để đến thành phố tâm dịch viêm phổi Vũ Hán của Hoa Kỳ để hỗ trợ các bệnh nhân. Đây là hình ảnh Linh Mục, bác sĩ Phạm Hữu Tâm, phục vụ tình nguyện tại bệnh viện Ehud ở Queens, New York. Là một linh mục, ông có dịp làm lễ rước dầu vào ban bí tích giải tội cho một số bệnh nhân công giáo tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Ehud ở thành phố Queens, là tâm dịch tại Hoa Kỳ. Sinh năm 1965 tại Sài Gòn, ông có bố là thợ sửa máy bay cho Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Tâm trở thành thuyền nhân sang Mỹ tị nạn vào năm 1980. Ông theo học tại California, học ngành y ở thủ đô Washington và sau đó gia nhập vào phòng dòng tu hội tận hiến truyền giáo ICM và theo học triết học thần học tại Louisiana. Sau khi thụ phong linh mục tại tu hội Texas, ông tiếp tục theo học ngành y và sau đó trở thành bác sĩ hành nghề tại thành phố Houston. Vào hôm ngày 23 tháng 4, một số nhân viên bệnh viện Ehud Queen đã đốt nến cầu nguyện trước những bệnh viện và chúng tôi cầu nguyện cho nhiều ngàn bệnh nhân COVID đã tử vong nơi đây trong 6 tuần qua, cho gia đình của họ đang đau khổ, thương xót người thân, cho những người còn đang quằn quại trên giường bệnh, cho những bác sĩ, y tá trên tuyến đầu đã ngã xuống vì công việc. Bạn có thể hỏi và bạn có thể cầu nguyện với ơn trên được lợi ích gì hay không? Cũng hôm qua, lần đầu tiên, bác sĩ đã xuống khoa cấp cứu S để gặp bệnh nhân ngay sau giường bệnh. Khoảng 10 bác sĩ y tá đang làm cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân nam khoảng 45 tuổi. Nén ngực, bơm oxy, tìm tĩnh mạch, vô nước biển, trích thuốc và sốc tim, thực hiện tất cả các kiến thức và dụng cụ y khoa tối tân nhất để hy vọng cứu được bệnh nhân. 30 phút như vậy nhưng cuối cùng người bệnh cũng chết. Cả khoa cấp cứu như một bãi chiến trường, bệnh nhân đầy, cấp cứu liên tục. Đứng trước cái chết, con người cảm thấy bất lực và thật sự khiêm tốn. Y khoa hàng đầu rồi cũng phải có giới hạn, như trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này. Con người càng cảm thấy cuộc đời rất mong manh và giới hạn. Để chúng ta biết, chắp tay cúi đầu cầu nguyện với đấng tối cao. Và vũ khí của chúng ta không chỉ giới hạn trong y khoa hiện đại, nhưng còn là niềm hy vọng và tình yêu. Vị bác sĩ Phạm Hữu Tâm bộc bạch trên trang Facebook cá nhân của mình như vậy. Và ông nói tiếp, tôi đến thành phố New York để tình nguyện trong vòng 3 tuần. Họ hỏi tôi có muốn đến nơi nào. Với tinh thần tình nguyện, tôi muốn đến chỗ nào mà bận nhất, cần sự giúp đỡ nhiều nhất. Các bác sĩ và y tá ở tuyến đầu điều trị cúm viêm phổi Vũ Hán tại bệnh viện Ehud ở thành phố Queens, bang New York. Họ nói đó là bệnh viện Ehud ở thành phố Queens là nơi có số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhiều nhất, nặng nhất, số ca tử vong cũng nhiều nhất và là nơi quá tải nhất. Vì vậy mà tôi đã đến bệnh viện Ehud ở thành phố Queens để làm việc. Hiện tại ở trong nhà thương, mọi sự thay đổi hoàn toàn. Trước đó còn có những khoa khác nhau, nhưng bây giờ chỉ còn một khoa duy nhất là chữa trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán mà thôi, với 95% bệnh nhân là người bị nhiễm COVID-19. Và tất cả các bác sĩ trong bệnh viện, cho dù là bác sĩ giải phẫu, tổng quát, sản phụ, tim mạch, cũng đều dồn nỗ lực vào để giúp cho bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Họ chia ra nhiều đội khác nhau, đội của tôi gọi là Pradicare, tức là chăm sóc xoa dịu cho bệnh nhân nguy kịch, chuyên giúp cho bệnh nhân có sự thoải mái, trong đó có bao gồm việc giảm đau, kết nối gia đình và vấn đề tâm linh. Bác sĩ Phạm Hữu Tâm đã nói như vậy. Khi bệnh nhân vào nhà thương thì coi như cắt đứt với bên ngoài, không có thân nhân nào đến thăm được. Khi bệnh nhân còn tỉnh táo thì còn có thể gọi điện thoại để nói chuyện chút đỉnh với gia đình. Nhưng khi đã chuyển sang thời kỳ nặng hơn, không thở được, phải đặt ống thở, rồi hôn mê, gây mê cho họ, coi như gia đình không còn liên lạc với bệnh nhân được nữa,
cũng như không biết tin tức gì về bệnh nhân đó nữa. Và đối với những bệnh nhân nguy kịch, chúng tôi phải gọi điện cho gia đình, cập nhật tình trạng bệnh nhân cho gia đình. Thật sự, những cuộc điện thoại đó toàn là tin xấu. Tôi hỏi ý kiến gia đình rằng nếu tim bệnh nhân ngừng đập thì có nên làm thủ tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân hay không? Thật ra nếu làm thủ thuật đó thì cũng không có kết quả khả quan lắm và chỉ kéo dài sự đau đớn của bệnh nhân mà thôi. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã hỏi, tiếp xúc với bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán vào lúc cuối đời của họ, ông có cảm giác ra sao? Bác sĩ Tâm nói, trong những ngày qua tôi đã giúp kết nối gia đình cho một số trường hợp. Gia đình muốn nhìn mặt người thân của mình trong những giây phút cuối cùng, trong khi họ không thể nào vào bệnh viện được. Tôi gọi họ bằng điện thoại di động, dùng FaceTime rồi đi vào phòng bệnh nhân để họ nhìn thấy người thân. Đương nhiên, tôi phải mặc áo chống vi khuẩn và các thứ trùm kín hết. Người thân nhìn qua FaceTime và khóc, cầu nguyện, nói lời từ giã trong những giây phút cuối cùng. Và ngay cả khi qua đời, bệnh nhân cũng nằm trong nhà xác cũng thật là lâu, vì trong mùa dịch bệnh cũng không thể an táng, chôn cất gì, rất là bi thương. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hỏi tiếp, nhiều người gọi là đây là hành động can đảm, rất anh hùng, bác sĩ nghĩ thế nào về lời khen như thế? Bác sĩ Tâm đã nói, khi đi vào bệnh viện, thấy có biết bao nhiêu con người trong đó đang phải đối diện với nguy hiểm. Không phải chỉ có y tá, bác sĩ, mà cả những người lao công làm nhiệm vụ dọn dẹp, lấy rác từ phòng bệnh nhân bị nhiễm bệnh, những người mang thức ăn, có rất nhiều người âm thầm hy sinh làm việc. Và chúng tôi như những người xông pha ra chiến trường, đứng trước đầu mũi tên hòn đạn, chúng tôi nguyện làm hết sức mình vì trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân, với đồng đội. Một câu hỏi được tiếp theo, vừa là một bác sĩ, vừa là một linh mục, ông có lời khuyên nào dành cho khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong lúc này? Bác sĩ Tâm nói tiếp, đây là một căn bệnh hiểm nghèo, nếu quý vị còn đang nghe tôi nói thì chúng ta vẫn còn là người khỏe mạnh. Quý vị ở ngoài thì cố gắng tối đa hỗ trợ cho chính phủ ngăn ngừa để bệnh không lây lan nhiều bằng cách ở nhà và giữ vệ sinh cá nhân một cách tối đa. Hệ thống miễn dịch của chúng ta rất quan trọng, nó không chỉ phụ thuộc vào thể chất mà còn theo tinh thần nữa. Nếu tinh thần chúng ta mạnh mẽ, vui vẻ thì chắc chắn hệ thống miễn dịch của chúng ta chiến đấu mạnh hơn. Và ông nói tiếp, trong lúc này tôi biết chắc rằng có nhiều người buồn phiền vì mất việc, phải ở nhà tù túng, cuộc sống gia đình khó khăn, vì vậy sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Chúng ta hãy nâng đỡ nhau, thương yêu nhau trong thời gian này. Mỗi người chúng ta đều có một tôn giáo và đức tin. Chính niềm tin và tôn giáo giúp chúng ta có thêm sức mạnh chiến đấu và sự phấn khởi, hy vọng và lạc quan. Chúng ta cùng cầu nguyện với ơn trên. Người theo đạo Phật giáo cầu nguyện với Phật, người theo Công giáo cầu nguyện với Thiên Chúa để ơn trên ban phước lành để bảo vệ chúng ta, cầu mong sớm chấm dứt dịch bệnh này. Và linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm đã chia sẻ như thế. Và giao ca sau 12 tiếng làm việc, chị Hailey Tắc đã cảm nhận sự sụp đổ vì chứng kiến một nam bệnh nhân mới 34 tuổi đã qua đời vì nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Bác sĩ Hailey Tắc ở khoa điều trị viêm phổi Vũ Hán của bệnh viện thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Đó là ngày 22 tháng 3, ngày đầu tiên nữ y tá 45 tuổi được điều lên làm việc tại khoa điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán của bệnh viện này, một trong những bệnh viện tư nhân lớn của thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Vị bác sĩ này nói, tôi cảm giác bất lực trước virus quái ác. Tại sao mình không thể cứu được một nam bệnh nhân trẻ tuổi, không có tiền sử bệnh lý nền, trước đó hoàn toàn mạnh khỏe cơ mà? Chị Hailey đã chia sẻ với tờ báo Việt Nam Express như vậy. Và từ cuối tháng 1, khi ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên tại Mỹ được ghi nhận ở bang Washington, bệnh viện Dallas đã bắt tay vào chuẩn bị hạ tầng và trang bị thiết bị dành một tầng với 15 phòng áp lực âm để sẵn sàng điều trị bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Ngày 11 tháng 3, các đồng nghiệp của chị Hailey đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. 10 ngày sau, số ca bệnh tăng lên 20, trong đó 5 người tuổi từ 2 đến 71 trong tình trạng nguy kịch. Triệu chứng chung của bệnh nhân này là sốt cao khoảng 40 độ C, ho, đau nhức mình, khó thở. Từ khoa hồi sức cấp cứu, nữ y tá gốc Việt được điều động tham gia cuộc chiến. Chị phụ trách chăm sóc cho 2 bệnh nhân, trong đó có người đàn ông 34 tuổi trên. Chị nói, khi được chuyển tới bệnh viện, bệnh nhân đã ở trong tình trạng nghiêm trọng, sốt, ho nhiều, khó thở, hàm lượng oxy dưới 70%. Các bác sĩ quyết định đặt ống thở ngay, chị Hailey kể. Kết quả chụp X-quang phổi màu trắng, ruột ngưng hoạt động, huyết áp tụt. Chị cho hay các bác sĩ đã sử dụng 3 loại kháng sinh khác nhau, nhiều loại thuốc tăng huyết áp, cùng một loại thuốc đặc trị
thường dùng trị sốt rét, viêm khớp, ban đỏ và tiêu chảy. Hiện chỉ được các bác sĩ ở bệnh viện Media sử dụng cho những bệnh nhân trẻ tuổi mà thôi. Không có tiền sử bệnh về tim do thuốc có thể kéo dài nhịp tim. Tuy nhiên, tình trạng của nam bệnh nhân ngày một nguy kịch. Máy dưỡng khí không thể bơm oxy vào phổi của anh vì phổi tổn thương quá nặng. Tối hôm đó, bệnh nhân qua đời trước những nỗ lực vô vọng của chị Haley và các bác sĩ khác. Chị nói, điều làm chúng tôi đau lòng hơn nữa là bệnh nhân ra đi mà không thể có người thân bên cạnh vào những giây phút cuối đời. Đã bao giờ nhân loại trở nên như thế này hay chưa? Y tá này đã nói như vậy. Với 5 năm, trên tổng số 10 năm làm bác sĩ, chị đã từng làm trong khoa cấp cứu, chị Haley từng chứng kiến nhiều bệnh nhân gục ngã trước tử thần, nhưng chưa một ai phải ra đi cô độc như những bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Phòng điều trị các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở bệnh viện Andrews, thành phố Queens, New York. Để tránh lây nhiễm và các bệnh viện không cho phép người nhà tới thăm nom bệnh nhân nặng. Bệnh viện Media City có 3.000 giường bệnh, 7 cổng, nhưng hiện chỉ mở 2 cổng, bất kỳ ai ra vào cũng phải có nhân viên kiểm tra thân nhiệt. Chưa bao giờ chị thấy bãi đỗ xe của bệnh viện trống trơn như bây giờ. Chị nói, các bác sĩ ở bệnh viện truyền nhiễm ở đây ban đầu cũng cho rằng viêm phổi Vũ Hán chỉ là một cúm bình thường và so sánh nó với cúm mùa, căn bệnh làm 20-30.000 người chết mỗi năm, chị cho biết. Tuy nhiên, khi số người nhiễm viêm phổi Vũ Hán tăng nhanh toàn cầu, họ mới thừa nhận sự nguy hiểm của dịch bệnh. Thống đốc bang và thị trưởng thành phố ngày nào cũng tổ chức họp báo để cập nhật tình hình và ra những chỉ thị mới nhằm ngăn chặn virus lây lan. Và toàn bộ Dallas có 13 bệnh viện và may mắn chưa rơi vào tình trạng quá tải. Lãnh đạo bệnh viện Medica City hôm qua đã nhóm họp và đề nghị các y tá như chị Haley sẵn sàng làm thêm một ngày trong tuần nếu tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Họ cũng tính đến phương án điều động các y tá đã về hưu tới để hỗ trợ. Mỗi tuần chị Haley làm việc 3 ngày, mỗi ngày 12 tiếng, từ 7 giờ sáng cho đến 19 giờ tối. Chị được trang bị đầy đủ các quần áo bảo hộ, mũ, kính đeo, khẩu trang, bọc giày, găng tay để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Hết giờ làm việc, chị cởi bỏ đồ bỏ lại bệnh viện để tiêu hủy, tắm rửa sạch sẽ mới dám về nhà. Bệnh viện Medica City hiện điều trị 9 ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán và vừa tiếp nhận các kit xét nghiệm nhanh chóng cho kết quả chỉ trong vòng 3 tiếng, thay vì từ 3 đến 6 ngày như trước đây. Việc xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại bệnh viện đều miễn phí. Tuy nhiên, việc xét nghiệm diện rộng chỉ diễn ra qua chương trình xét nghiệm trên xe. Người dân khai báo tình trạng sức khỏe theo đường link trực tuyến, sau đó sẽ được hẹn đến địa điểm xét nghiệm. Họ hoàn toàn ngồi trên xe, được y sĩ dùng tăm bông lấy mẫu dịch, khuyên về nhà tự cách ly trong thời gian chờ kết quả. Chị Haley cũng cho biết, theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, nếu dương tính với viêm phổi Vũ Hán có thể nhẹ, thì bệnh nhân có thể ở nhà tự cách ly, báo cáo với bác sĩ qua điện thoại để được theo dõi và hướng dẫn điều trị. Đây là hình ảnh một khu phố ở New York vào ngày 2 tháng 4 năm 2020. Và chị cho biết chỉ những người có triệu chứng nặng, ho quá nhiều, sốt cao, không thở được mới được bác sĩ chỉ định tới bệnh viện hoặc có thể tự gọi cứu thương. Chị Haley cũng nói, khi bệnh nhân được xác định dương tính với viêm phổi Vũ Hán, các bác sĩ sẽ điều tra dịch tễ và khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với họ làm xét nghiệm. Tuy nhiên, từ thực tế điều trị tại bệnh viện, nữ y tá cảnh báo rằng những người trẻ tuổi không nên chủ quan bởi vì nguy cơ mà dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra đối với mọi người là không lường trước được. Và những bệnh nhân mà chúng tôi tiếp nhận ở nhiều độ tuổi khác nhau và nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới. Người trẻ khỏe như nam bệnh nhân 34 tuổi trên vừa không cứu được, trong khi đó có những bệnh nhân già lại hồi phục, chị Haley đã nói như vậy. Và để ngăn ngừa lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, chị khuyên mọi người tuân thủ khuyến cáo của các cơ quan y tế, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách trên 2 mét. Nếu có triệu chứng nghi ngờ nên gọi điện cho bác sĩ, tự kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Vì làm công việc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, hai tuần nay chị Haley đã gửi con gái 10 tuổi về nhà cho ông bà ngoại để đảm bảo an toàn cho cháu. Hai cậu con trai lớn ở riêng cũng được mẹ thường xuyên gọi điện, dặn dò giữ vệ sinh, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người. Vài ngày một lần, vợ chồng chị lại mua nhu yếu phẩm mang sang đặt trước cửa nhà bố mẹ, gõ cửa để thông báo họ ra lấy rồi đi về. Mọi cuộc trò chuyện đều diễn ra qua điện thoại. Và virus này thì hoàn toàn nguy hiểm ở chỗ, nó rất mới, chúng tôi chưa thể hiểu rõ về nó cũng như chưa có thuốc phòng ngừa hay điều trị, đặc trị. Những người cẩn thận nhưng vẫn không hiểu mình đã bị lây nhiễm như thế nào, nhiễm rồi cũng không có triệu chứng gì,
đề kháng cơ thể mỗi người lại khác nhau. Chị Hắc Lê đã nói thêm, tôi mong mọi người cùng nâng cao ý thức, góp một tay làm phẳng đường cong của biểu đồ dịch bệnh. Bản thân tôi luôn sẵn sàng khi được điều động tiếp sức trong cuộc chiến này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2020 với bản tin Bác sĩ Khúc Việt tình nguyện tại New York kể những phút cuối cùng của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de